Các bạn đang nghe truyện đầu tư thiên mệnh tộc nhân thực lực của ta là toàn tộc Tổng Hòa trên kênh TV Audio CV. Chương 329, Tư Mã Hiên không cam lòng, chuyện thông gia. Ngay sau đó, hắn dời ánh mắt, nhìn về phía sau lưng Khương Đạo Huyền. Ánh mắt nhanh chóng xẹt qua, cuối cùng dừng ở trên người Khương Giao, hắn đã từng tiếp nhận hình ảnh triệu hổ truyền thâu thần thức. Tự nhiên nhận ra tướng mạo của đối phương, trong nháy mắt liền nhận ra thân phận. Vốn định mở miệng, nhưng mà sau khi tùy ý lợi dụng thần thức quét qua, hắn không khỏi sửng sốt. Tự phủ cảnh, đối với kết quả này, tư mã nam không khỏi cảm thấy một trận kinh ngạc thật lớn, phải biết rằng lúc trước khi triệu hổ từ thư ngô sơn trở về, đã báo cáo với mình. Chẳng qua khương giao này chỉ là hậu thiên cảnh mà thôi. Nhưng hôm nay lại xảy ra chuyện gì? Sao đột nhiên lại biến thành tử phủ? Chẳng lẽ triệu hổ nói dối? Không, điều này không có khả năng, tư mã nam hiểu rõ tính cách của triệu hổ đương nhiên cũng sẽ không hoài nghi đối phương sẽ bởi vì chút chuyện nhỏ này mà lựa chọn lừa gạt mình như vậy sau khi loại trừ khả năng này cũng chỉ còn lại một kết quả nhìn như không có khả năng nhất cương giao này không chỉ có thiên phú kiếm đạo trác tuyệt thiên phú tu luyện cũng không yếu quả thật là đứng đầu có thể liên tiếp đột phá trong thời gian ngắn như vậy một lần hành động từ hậu thiên cảnh đột phá tới tử phủ cảnh tốc độ tu luyện kinh khủng như vậy thực sự có chút rợn cả người, tư mã nam nội tâm chấn động, không khỏi có chút lửa nóng lên. Trong lòng thầm nghĩ, nữ tử ưu tú như vậy, nhất định phải thuộc về tư mã gia ta, chỉ cần thành hôn với con ta. Bằng vào thiên phú cường đại như vậy, nhất định có thể tăng cường huyết mạch tư mã gia ta, sinh ra dòng dõi thiên tư trác tuyệt. Trong lúc nhất thời, tư mã nam đối với chuyện thông gia của hai nhà, trở nên càng thêm cấp bách, dù sao Khương Giao đã dùng hành động chứng minh thiên phú đáng sợ của mình. Bây giờ chỉ là thiếu thời gian bị phát hiện mà thôi. Một khi bại lộ ở trong mắt những đại nhân vật kia, sẽ không có phần của mình. Đến lúc đó, có thể nói là đã quá muộn. Nghĩ đến đây, Tư Mã Nam yên lặng quay đầu, nhìn về phía nhi tử bên cạnh. Giờ phút này Tư Mã Hiên đang mở to hai mắt, trong hai mắt tràn ngập tham lam, cách cao nhìn trầm trầm khương dao, trên mặt hiện lên vẻ hưng phấn mãnh liệt. Khóe miệng còn tràn ra một chút nước bọt mắt thấy nhi tử nhà mình vội vã không nghiện nổi như vậy đến mức lộ ra bộ dạng xấu xí không chịu nổi tư mã nam sắc mặt không khỏi tối sầm lại lập tức cảm giác trên mặt có chút không qua được dù sao bốn phía còn có rất nhiều người đang nhìn bởi vì không đành lòng răng dậy chỉ có thể vận dụng lực lượng thần thức kéo tư mã hiên từ trong trạng thái mê muội trở về đợi phục hồi tinh thần lại tư mã hiên cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng từ bốn phương tám hướng truyền đến trong nháy mắt ý thức được trò hề của mình. Hắn vội vàng vương ống tay áo, lau nước miếng bên miệng. Bên kia. Chú ý tới một màn này, Khương Giao khẽ nhướng mày, trong mắt không khỏi lộ ra một chút chán ghét, sau khi thức tỉnh thiên phú kiếm tâm thông minh. Nàng không chỉ có cảm ngộ đối với kiếm đạo sâu sắc hơn. Cảm giác đối với biến hóa tâm tình của sinh linh cũng trở nên cực kỳ mẫn cảm trên người tư mã hiên. Nàng liền cảm nhận được một cổ ý muốn chiếm hữu, tham lam, các loại cảm xúc xấu xí không chịu nổi, dơ bẩn ô uế. Loại cảm giác này làm nàng có chút buồn nôn, cảm thấy cực kỳ khó chịu, cùng lúc đó. Tư mã hiên làm trò hề, cùng với Khương Giao biểu lộ, đều bị Khương thần nhận ra được. Thân là huynh trưởng của mọi người, lúc này lông mày nhíu lại, nhìn về phía tư mã nam. Mặt hắn không đổi sắc, lạnh giọng nói, phủ chủ đại nhân, không biết vị bên cạnh ngài là người phương nào, tư mã nam thông qua bức họa thiên kiêu thu thập gần đây, ngược lại nhận biết thân phận Khương Thần. Mặc dù không biết đối phương cố ý đặt câu hỏi, nhưng nghĩ đến chuyện thông gia, hắn vẫn nhẫn nại nói, hắn tên là Tư Mã Hiên, chính là khuyển tử vừa dứt lời. Lại nghe giọng nói Khương Thần vang lên lần nữa nếu là con trai của phủ chủ, từ nhỏ nên được danh sư dạy bảo, hiểu rõ lễ nghĩa liêm sĩ là vật gì mới đúng, nhưng vì sao không có giáo dục như vậy, bây giờ lại lộ ra bộ dạng lỗ mãn giống như là chưa từng gặp nữ nhân vậy, nếu ngài chưa từng cho thấy thân phận của hắn, chỉ sợ ta cũng phải hoài nghi, hắn đến tột cùng có phải người trà trộn vào hay không. Lời vừa nói ra, trong nháy mắt để sắc mặt Tư Mã Nam sụ xuống. Thân là phủ chủ Thiên Đô phủ, vô số thế lực đều phải nhìn ánh mắt mình làm việc, không dám chống đối chút nào. Nhưng hôm nay, chính mình lại tại trước mắt bao người này, bị một tên tiểu bối châm chọc khiêu khích như vậy, không xuống đài được. Trong lúc nhất thời, Tư Mã Nam không khỏi cảm thấy trong giận dữ. Nếu là trước kia, chỉ sợ hắn đã sớm nhịn không được ra tay, bầm thay vạn đoạn, nhưng mà nghĩ đến chuyện thông gia, không nên trở mặt nhanh như vậy. Vì vậy, Tư Mã Nam dùng hết tất cả tính tình tốt của đời này, mới cưỡng chế lửa giận trong lòng. Trên mặt hắn gia nan nặng ra một nụ cười hết sức khó coi ai, mẫu thân hắn qua đời sớm, còn trẻ lại không hiểu chuyện, lúc này mới dưỡng thành tính cách như vậy, nhưng ngày sau nếu như cần gia quản giáo, nhất định có thể lãng tử quay đầu nghe vậy, Khương Thần hừ lạnh một tiếng, thu hồi ánh mắt nghĩ đến tộc trưởng còn ở bên cạnh hắn cũng không dám tiếp tục vượt qua lúc này khương thần mới nói như vậy tư mã hiên cũng mất đi hứng thú tiếp tục thưởng thức mỹ nữ tiếp đó lộ vẻ mặt không cam lòng hung dữ nhìn về phía khương thần khương thần cũng không thèm để ý ánh mắt muốn giết người của đối phương dù sao nếu không có vị phủ chủ tư mã nam này tại đây mình chỉ là thở ra một hơi sợ rằng liền có thể đánh chết vị phế vật này cùng lúc đó Mắt thấy lực chú ý của đối phương cuối cùng cũng bị hút khỏi người mình Khương Giao lúc này mới vẽ mặt dịu đi Không khỏi nhẹ nhàng thở ra Ngay sau đó Nàng ta quay đầu nhìn về phía Khương Thần Truyền ra một ánh mắt cảm kích Khương Thần khoát tay áo Giống như là đang nói không cần nói lời cảm tạ Chỉ là tiện tay mà thôi Bên kia Sự kiên nhẫn của tư mã nam Gần như sắp tiêu tan hết Hắn lười công công cuốn quấn, sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, dẫn tới càng nhiều người chú ý tới vị thiên tài đáng sợ Khương Giao này. Thế là, dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú xung quanh. Hắn nhìn về phía Khương Đạo Huyền, chắp tay nói, Khương tộc trưởng, thực không dám giấu giếm, hôm nay ta đến đây, ngoại trừ nhận lời mời tham quan thi đấu ra, còn là một chuyện ánh mắt Khương Đạo Huyền khẽ nhúc nhích. Ô, mời nói. Tư mã Nam trầm giọng nói, con ta từ lần trước ở chỗ triệu thống lĩnh, sau khi nhìn thấy bức họa khương giao vãn bối trong tộc ngươi, liền cả ngày trà không vào, cơm không ngon, đêm không thể say giấc, bây giờ khuyển tử chưa kết hôn, vị phụ thân này của ta, chính là vì chuyện cầu hôn mà đến. Hai nhà chúng ta cường cường liên hợp, kết làm thân gia, ngài thấy thế nào, nương theo thanh âm của tư mã nam hạ xuống. Một cổ khí tức cường đại phóng ra, nhanh chóng khuếch tán bốn phía, quét sạch cả núi bắt đẩu, quanh, phát hiện cảnh tượng này, tất cả cường giả tinh luân cảnh, thậm chí Nguyệt Luân Cảnh ở đây đều biến sắc, cho dù là vẻ mặt của bốn lão tổ cũng đột nhiên trở nên ngưng trọng, chỉ vì trong luồng khí tức này ẩn chứa lực lượng bản chất, Nghiễm nhiên đạt tới cực hạn của Nguyệt Luân Cảnh, thậm chí còn trộn lẫn một tia khí tức Nhật Luân Cảnh, mọi người tự nhiên biết được điều này có ý nghĩa gì, chỉ sợ bây giờ Tư Mã Nam đã một chân bước vào Nhật Luân Cảnh, có thể nói nửa bước Nhật Luân, uy thế cường thịnh, việc không phải Nguyệt Luân có thể so sánh, thậm chí không cần thời gian quá dài, đã có thể bước ra bước thứ hai trực tiếp vấn đỉnh Nhật Luân Cảnh, một lần hành động trở thành tu sĩ Nhật Luân duy nhất trong thiên đô phủ, ý thức được điểm này, bốn lão tổ lộ vẻ giật mình. Khó trách cho dù biết được Khương Minh chủ lợi hại, nhưng vẫn dám đến cửa cầu hôn, thì ra là có sức mạnh như vậy, ngay sau đó, sâu trong nội tâm bọn họ không khỏi cảm thấy khẩn trương. Nếu Minh chủ kính sợ uy thế của đối phương, thật sự phải gả vãn bối trong tộc cho Tư Mã Hiên, hai nhà kết làm thông gia. Vậy liên minh này còn cần thiết gì tồn tại? chẳng phải là biến thành một chuyện cười sao, lúc này, dưới vô số ánh mắt thấp thỏm nhìn chăm chú xung quanh. Khương đạo huyền thần sắc không biến, thật giống như không có bị cổ khí tức này ảnh hưởng. Hắn cũng không vội vàng trả lời, chỉ tùy ý liếc tư mã hiên một cái. Dưới tác dụng của hỗn độn đạo đồng, trong nháy mắt hắn đã nhìn ra ngộ tính căn cốt của người này cực kém. Lại nghĩ đến chuyện vừa mới phát sinh, hắn lắc đầu, ta sẽ không can thiệp vào chuyện nhân duyên của tộc nhân tất cả đều dựa vào sự lựa chọn của bọn họ. Khương Giao, ngươi thấy chuyện này thế nào? Khương Giao ôm bội kiếm trong lòng. Sắc mặt nàng lạnh lẽo, giống như một khối hàng băng ngàn năm không tan. Nghe tộc trưởng hỏi, nàng lập tức nói, người này ngay cả một kiếm của ta cũng không tiếp nổi, há có tư cách làm vị hôn phu của Sàm Vi, huống chi, Khương Giao sớm đã quyết định, đời này chỉ nguyện chấp thất xích kiếm này, cho nên ta chưa bao giờ nghĩ tới chuyện nam nữ, càng không có chút hào hứng nào đáng nói, tiếng nói vừa phát ra. Bên trong ẩn chứa miệt thị, trong nháy mắt để cho lòng tự trọng của Tư Mã Hiên bị hao tổn, phá phòng ngự lớn, hắn nhớ rõ Triệu Hổ từng nói, hương giao này chỉ là hậu thiên cảnh tứ trọng mà thôi. Mà mình tuy tư chất không cao, nhưng dưới sự trợ giúp của phụ thân, tốt xấu gì cũng đột phá đến tiên thiên cảnh nhất trọng, thực lực hai bên vốn cách biệt rất xa. Đối phương bằng vào chút lực lượng nhỏ bé này, cũng dám phát ngôn bừa bãi ở trước mặt mọi người, tuyên bố mình tiếp không lại một kiếm tư mã hiên vốn cực kỳ coi trọng thể diện làm sao chịu được khuất nhục như vậy nghĩ tới đây hắn lập tức ngẩng đầu nổi giận đùng đùng nói một kiếm khẩu khí của tiểu nương tử này cũng không nhỏ bây giờ có dám đánh với ta một trận ta ngược lại muốn xem xem ngươi rốt cuộc là một kiếm như thế nào đánh bại ta nói xong hắn lập tức từ trong không gian giới chỉ lấy ra pháp bảo phụ thân lưu cho mình thấy tình hình này đám người khương thần lập tức lộ vẻ mặt cổ quái thân là tử phủ tu sĩ nắm giữ thần thức tự nhiên có thể nhìn ra tu vi cảnh giới của tư mã hiên. Nhưng mà, dù tu vi nhỏ yếu như vậy cũng dám mưu toan kiêu chiến Khương Giao đã đến tử phủ cảnh, tiểu tử ngươi thật sự là không biết trời cao đất rộng, tự tìm đường chết, lúc này, Khương Giao thân là người trong cuộc khẽ nhíu mày. Nàng theo bản năng muốn ra tay giáo huấn đối phương một trận. Nhưng mà nghĩ đến vị phủ chủ tư mã nam này còn tại trước người. Vì vậy, vì tránh gây phiền toái cho gia tộc. Mặt nàng như phủ băng, Lạnh lùng nói: "Đánh với ta một trận, lấy cảnh giới tu vi bây giờ của ngươi, chỉ có thể là tự rước lấy nhục, hay là trở về luyện thêm 10 năm đi." Vốn là lời khuyên bảo, nhưng rơi vào trong tai Tư Mã Hiên lại vô cùng chói tai, hắn trợn tròn mắt, trán nổi gân xanh, cầm lên một tiếng, đang muốn ra tay, nhưng mà, chỉ là vừa có động tác, Tư Mã Nam liền lên tiếng ngăn cản: "Đủ rồi, chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không cách nào nhìn tiếp." Lợi dụng lực lượng thần thức, biết được Khương Giao đã đột phá tử phủ, tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn con trai nhà mình xấu mặt, tiếng nói vừa dứt, giống như một tiếng sấm nổ vang. Tư Mã Hiên cứng đờ, hắn quay đầu nhìn phụ thân nhà mình, mặt lộ vẻ phẫn hận, nhưng mà không đợi nói hết lời, liền bị Tư Mã Nam cắt ngang, ngày thường bảo ngươi tu luyện nhiều hơn, ngươi chỉ biết hưởng lạc, lần này thì hay rồi, nàng bây giờ đã đạt đến cảnh giới tử phủ, mà ngươi vẫn chỉ có tu vi tiên thiên như cũ, làm sao có thể đánh một trận với nàng tử phủ cảnh. Tư mã hiên vẻ mặt kinh ngạc. Hắn hoàn toàn không ngờ tiểu cô nương này có thể đột phá tử phủ nhanh như vậy, thật sự là gặp quỷ. Từ lúc nào mà đột phá tử phủ lại dễ dàng như vậy, tư mã hiên đầu tiên là rơi vào trạng thái hoài nghi nhân sinh. Đợi phục hồi tinh thần lại, nghĩ đến đủ loại chỗ cường đại liên quan tới tử phủ tu sĩ. Tự biết không cách nào chống lại, vì để tránh cho xấu mặt trước mặt mọi người, chỉ có thể lựa chọn nín xuống cơn tức này, cúi đầu, một lần nữa trở về phía sau tư mã nam chuyện cho tới bây giờ tư mã nam tạm thời cũng không có ý nghĩ tiếp tục cầu hôn hắn chỉ chuẩn bị đợi đến khi thi đấu kết thúc lại ở dưới vạn chúng chú mục triển lộ lực lượng của mình triệt để áp đảo khương gia nếu khương đạo huyền vẫn là không biết điều như vậy chứ mắt hiên nhi không đồng ý hiên nhi cưới khương giao vậy thì để cho chính ta tới đi chỉ cần có thể tăng cường huyết mạch của tư mã gia ta tiếp tục một phòng cũng không phải không được nghĩ tới đây Tư Mã Nam hừ lạnh một tiếng, không hề lựa chọn dừng lại, lúc này vung tay lên, trực tiếp lựa chọn rời đi, đám người Tư Mã Hiên, Triệu Hổ thấy thế thì lập tức lựa chọn đuổi theo, đợi đến khi đám người Tư Mã Nam rời đi, đi đến chỗ ngồi xem cuộc chiến. Lúc này Tứ gia lão tổ mới vội vàng tới, vây quanh bên người Khương Đạo Huyền. Mặc dù trải qua chuyện vừa rồi, biết được vị minh chủ này cường đại, nhưng bởi vì cuối cùng chỉ là khí thế, cũng không phải thật sự ra tay hơn nữa uy danh ngày xưa của tư mã nam cùng với tu vi nửa bước nhật luân đáng sợ hiện giờ bọn họ vẫn không nhịn được cảm thấy lo lắng Minh chủ đại nhân ngày hôm nay đắc tội tư mã nam như vậy với tính cách có thù tất báo của hắn chỉ sợ ngày sau sẽ bị hắn trả thù a đúng vậy dựa theo tình huống bây giờ có lẽ hắn rất nhanh sẽ có thể đột phá cảnh giới nhật luân đến lúc đó chỉ sợ sẽ cố ý nhằm vào thương ngô khương gia mọi người hà tất phải lo lắng như vậy từ ngày liên minh thành lập, chẳng phải đã định trước sẽ bị những chó săn triều đình này nhằm vào sao, mọi người nghị luận ầm ĩ Khương Đạo Huyền khẽ cười một tiếng, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, ta ngược lại muốn xem, vị phủ chủ đại nhân này của chúng ta, đến tột cùng có thể mang đến cho ta kinh hỉ như thế nào, dứt lời, để lộ ra một cổ tự tin mãnh liệt, sự tự tin này lây nhiễm mọi người, làm vẻ mặt bọn họ dịu đi, sự lo lắng trong lòng giảm bớt rất nhiều. Nhưng ngay sau đó, bốn người bọn họ lại không nhịn được sinh ra một trận nghi hoặc. Tư mã nam có thể không sợ trở thành nửa bước nhật luôn. Minh chủ chẳng lẽ là giấu giếm chuẩn bị gì sao, đang lúc mọi người hãm sâu nghi hoặc mà không có đầu mối, Khương Đạo Huyền đã dẫn các tộc nhân đi đến đài quan chiến. Thời gian từng chút trôi qua. Không bao lâu. Tất cả thế lực cấp nguyệt luôn nhận được lời mời, đều trình diện, dưới ánh mắt chăm chú của đông đảo tu sĩ đầu tiên là do lão tổ của bốn thế lực thay nhau lên tiếng cuối cùng lại đến khương đạo huyền lên tiếng đợi sau khi nói xong một số lời nói cực kỳ có ngữ khí chính thức hắn nói tiếp lần thịnh hội này nếu chỉ có năm nhà chúng ta tham dự thật sự có chút lãng phí vừa vặn tất cả mọi người mang theo vãn bối trong tộc tới chỉ là nhìn qua há có thể tận hứng không bằng cùng nhau tham dự trận thi đấu này Liên Minh Đại Bỉ gia tộc nhiệm vụ là căn cứ các tộc nhân tổng hợp biểu hiện đến tiến hành cho điểm. Điểm càng cao, ban thưởng càng phong phú. Nhưng nếu như chỉ là năm thế lực trong Liên Minh so đấu, quy mô quá nhỏ, khó tránh khỏi sẽ dẫn đến nhiệm vụ cho điểm không cao. Cho nên Khương Đạo Huyền mới sửa đổi quy tắc thi đấu. Chuẩn bị để cho toàn bộ thế lực trẻ tuổi cấp Nguyệt Luân của Thiên Đô phủ tham dự vào trong đó, về phần số lượng người dự thi cũng không cần lo lắng dù sao trận đại hình thịnh hội vạn chúng chú mục này thế nhưng để người của các thế lực lớn đều mang vãn bối ưu tú nhất nhà mình đến đây gặp một lần trải qua khương đạo huyền điều chỉnh quy tắc quy mô của liên minh đại bỉ bây giờ thậm chí không khoa trương chút nào đã vượt xa thiên đô thi đấu do triều đình tổ chức ngày xưa suy cho cùng người thắng cuộc thi đấu thiên đô sẽ có cơ hội tiến vào học cung mà đối với đông đảo tông môn thế gia mà nói hành động này không thể nghi ngờ là đang hút máu trên người bọn họ đào gốc rễ của bọn họ cho nên bọn họ tự nhiên không có khả năng phái vãn bối ưu tú nhất nhà mình tham dự thiên đô thi đấu để tránh bị triều đình mời chào nhưng lần liên minh đại bỉ này khác với tình hình của thiên đô đại bỉ bởi vì là do tông môn thế gia tổ chức đông đảo thế lực cũng đều yên tâm cho nên lần thi đấu này có thể nói là đại thịnh hội có quy mô lớn nhất thiên đô phủ trong những năm gần đây bên kia nghe thấy khương đạo huyền lâm thời đem năm nhà thi đấu ban đầu đổi thành bao trùm toàn bộ vòng tròn tuần trăng liên minh tứ gia lão tổ cả kinh nhưng đợi đến khi phục hồi tinh thần lại bọn họ đều gật đầu biểu đạt ý đồng ý vừa rồi sau khi tận mắt chứng kiến uy thế cường đại của vị minh chủ này bọn họ đã vui lòng phục tùng cho nên đối phương quyết định tất cả chỉ cần không tổn thương lợi ích của bốn nhà tự nhiên không có lý do từ chối giờ phút này cao tầng của tất cả thế lực ở đây cũng không khỏi chấn động trong lòng trong mắt lập tức hiện lên vẻ hứng thú như thế xem ra lần thi đấu này chính là một cơ hội tốt để vãn bối thấy một lần việc đời nha cao tầng còn như vậy người trẻ tuổi của các thế lực lớn càng như vậy tất cả mọi người nhịn không được cảm thấy kích động trước không đề cập tới lấy được thứ hạng liền có thể thu hoạch được ban thưởng không tầm thường chỉ luận nhiều thế lực vây xem như vậy nếu đại triển quyền cước tất có thể lộ mặt thậm chí một khi thủ thắng, nói không chừng còn có thể danh tiếng vang xa, nhất chiến thành danh, chuyện danh lợi song thu như vậy, làm sao không khiến đám thanh niên huyết khí phương cương bọn họ cảm thấy hứng thú. Sau đó, Khương Đạo Huyền bắt đầu công bố quy tắc của lần thi đấu liên minh này bảy đại lôi đài. Tất cả mọi người ở đây đều có thể leo lên lôi đài thủ lôi, chỉ cần lôi chủ kiên trì trong thời gian bốn nén hương mà không bại, liền có thể tấn cấp, lặp lại bốn lượt, sàng chọn ra 28 người tấn cấp. 28 vào 14, 14 vào 7. Trong 7 người có một người luân không, 6 tiếng 3. 3 người chiến thắng cộng thêm một người luân không, đó là 4 người. 4 tiếng 2, vòng bán kết, trận chung kết cuối cùng, lại thuộc về hai người tranh hạng nhất, quy tắc đơn giản thô bạo, thông tục dễ hiểu. Tất cả mọi người đều lộ vẻ hiểu rõ, nhẹ gật đầu. Sau đó, ngay lúc mọi người cho rằng sắp kết thúc, Khương đạo Huyền lại lần nữa ném ra một kinh hỉ lớn, lần thi đấu này, Khương gia ta làm chủ nhà, tự nhiên không thể không có biểu hiện. Phần thưởng đặc biệt mới, phàm là người thủ lôi thành công, đều có thể đạt được một viên tăng nguyên đan, 28 người tấn cấp, có thể đạt được một viên tẩy tủy đan, tấn cấp trước 14 người, có thể đạt được một cốc bảo dược địa giai hạ phẩm, bảy thứ hạng đầu sẽ đạt được một kiện pháp bảo địa giai hạ phẩm, ba thứ hạng đầu sẽ đạt được một kiện pháp bảo địa giai trung phẩm, người đoạt được đệ nhất sẽ đạt được một cốc bảo dược địa giai trung phẩm một môn công pháp địa giai thượng phẩm, ngoài ra còn có thêm một món pháp bảo địa giai trung phẩm, mặc dù có thể lấy ra pháp bảo địa giai cực phẩm, thậm chí là cấp độ thiên giai. Nhưng Khương Đạo Huyền vì kiêm tốn một chút, cao nhất vẫn chỉ đưa ra pháp bảo địa giai trung phẩm, vừa vặn địa giai trung phẩm đối ứng với cảnh giới Nguyệt Luân, vừa vặn thuộc phạm vi mình có thể lấy ra. Mà lúc này, nương theo giọng nói của Khương Đạo Huyền hạ xuống, hiện trường trong nháy mắt nổ tung tuy rằng những phần thưởng này đối với khương đạo huyền mà nói hoàn toàn không đáng giá nhắc tới nhưng đối với những người khác mà nói lại là cực kỳ trân quý tăng nguyên đan và tẩy tủy đan đều là đan dược huyền giai cực phẩm nhưng bởi vì độ khó luyện chế cực cao dược liệu khó tìm cho nên mức độ trân quý thậm chí có thể so với một bộ phận đan dược địa giai hạ phẩm loại đan dược kỳ lạ đắt đỏ này cho dù là bọn họ cũng không thấy nhiều lắm có thể thu hoạch được một viên đã là rất khó nhưng hôm nay vị kiếm hầu áo trắng này vậy mà vung tay lên cam đoan người thủ lôi thành công mỗi người. Một quả, lại thêm bảo dược, pháp bảo địa giai hạ phẩm, thậm chí còn có pháp bảo địa giai trung phẩm, đại thủ bút như vậy, thậm chí móc sạch nội tình của một thế lực một tháng luân, cũng không nhất định có thể lấy ra. Dù sao cũng là người mạnh nhất của rất nhiều thế lực. Những nguyệt luân chân nhân uy phong hiển hách kia chưa chắc đã có thể lấy ra được một thanh pháp bảo địa giai trung phẩm, nhưng vị kiếm hầu áo trắng này vừa ra tay đã là ba món, nguyên nhân chính là như thế, mang đến hiệu quả rung động mới là cực kỳ mãnh liệt. Gần như tất cả mọi người đều bị sợ ngây người, không khỏi sững sờ tại chỗ. Nhưng rất nhanh, mọi người dần dần lấy lại tinh thần. Hiện trường trong nháy mắt trở nên ồn ào, vô số người rơi vào bàn tán sôi nổi, lại nắm chặt hai tay, chiến ý dâng cao, giờ khắc này, bọn họ đều hận không thể lập tức giành được vị trí xếp hạng, đoạt được ban thưởng, mặc dù hạng nhất thi đấu đã được công nhận là khương thần, dẫn đến có chút đáng tiếc nhưng phần thưởng thứ tự khác vẫn làm người ta cảm thấy vạn phần động lòng đồng thời lão tổ của bốn thế lực cũng lộ vẻ kinh ngạc thế mà lại đưa ra thủ bút lớn như vậy vị khương minh chủ này thật đúng là quyết đoán lớn rốt cuộc hành động này là tin tưởng vào thực lực của tộc nhân nhà mình hay là chỉ vì tích góp danh vọng vẻ nghi hoặc trong mắt mọi người càng ngày càng đậm thật sự đoán không ra ý nghĩ của khương minh chủ lúc này tư mã nam hai mắt hiếp lại chỗ sâu trong con ngươi tinh quang hiện ra tuy rằng hắn bởi vì cơ duyên xảo hợp từng thu được một kiện pháp bảo địa giai thượng phẩm cường đại đến cực điểm. Nhưng địa giai trung phẩm pháp bảo trong mắt hắn cũng cực kỳ trân quý, dù sao trở thành phủ chủ mấy chục năm, hắn cũng chỉ có được hai kiện pháp bảo cấp độ này mà thôi. Cho nên hắn càng sẽ không tin tưởng, vị Bạch Y kiếm hầu này làm việc bá đạo lại khẳng khái như vậy, vô duyên vô cớ xuất ra nhiều tài nguyên như vậy, miễn phí ban cho thế lực khác, hành vi như thế, tất có mưu đồ, thu phục lòng người sao? Khương đạo huyền, ngươi chịu bỏ vốn, chỉ là không biết ở trước mặt thực lực tuyệt đối, hành vi này của ngươi lại có mấy phần tác dụng, ra tay hào phóng như vậy, theo hắn thấy, chỉ là vì thu nạp lòng người mà thôi. Chỉ tiếc, cho dù là thu được rất nhiều thế lực hảo cảm, lại có ích lợi gì, ở trước mặt thực lực vô địch mà bản thân có được, những thế lực mượn gió bẻ măng này, chỉ sợ sẽ giống như năm bè bảy mãn, trong nháy mắt tán loạn, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, nghĩ tới đây, khóe miệng Tư Mã Nam hiện lên một nụ cười lạnh lẽo. Vậy để ta xem xem, ngươi còn có thể làm ra động tĩnh gì sau đó. Khương Đạo Huyền nhìn đám người đang kích động xung quanh, lập tức không hề do dự, tuyên bố lần thi đấu này. Chính thức bắt đầu, lời vừa nói ra, từ tộc nhân Thương Ngô Khương Gia lấy ra bốn nén nhang, bắt đầu đốt lên. Một khi dập tắt, chính là lúc kết thúc, thế vậy, thế hệ trẻ tuổi của các thế lực lớn nhau nhau ra sân. Chỉ là, bọn họ đều không hẹn mà cùng lựa chọn vây quanh lôi đài, cũng không vội vàng lên sân. Dù sao cách thủ lôi đài kết thúc còn lại bốn nén hương thời gian bây giờ càng sớm tiêu hao càng lớn càng bất lợi đối với bản thân ngộ nhỡ trong quá trình giao đấu bị thương rất dễ dàng bị người hái quả đào xuống chẳng bằng nghỉ ngơi dưỡng sức đợi thời gian tới gần kết thúc lại lựa chọn ra sân ý nghĩ này đồng thời xuất hiện trong lòng mọi người xua đi không được bên kia mắt thấy bảy đại lôi đài thủy chung không có một bóng người không người nào dám dẫn đầu lên sân khấu hương thần nhướng mày chợt nhìn về phía khương viêm khương minh Khương Giao, Khương Hạo, Khương Nghị, đám người. Hắn cười nhạt một tiếng. Tính niệm vô địch kinh khủng đến mức người thường khó có thể tưởng tượng trong lòng, khiến trên mặt hắn tràn đầy cảm giác tự tin mãnh liệt. Ta là hậu nhân của đại đế, tự nhiên sẽ không thua ở trong tay những người này. Trận chiến này, liền do ta tới nhất lên, suy nghĩ phun trào, Khương Thần trầm giọng nói. Ngoại nhân kiếp đảm, không người dám lên đài thủ lôi. Bây giờ, để vi huynh tới làm đệ nhất nhân, chiến ý trong mắt Khương Viêm thiêu đốt, cười nói, thần ca ra tay, tự nhiên là dễ như trở bàn. Tay, để cho người khác biết được Khương gia ta lợi hại, Khương Minh ôm trường thương màu trắng bạc trong tay, cũng nói theo, nếu tộc huynh muốn leo lên lôi đài này, trở thành người thứ nhất, chúng ta sau đó liền tới Khương thần khẽ vuốt cầm. Chợt mạnh mẽ quay người, bước về phía lôi đài thứ nhất, chuyện cho tới bây giờ, thân phận của Khương thần sớm đã truyền ra. Cho nên tất cả mọi người đều biết đối phương. Thế là, nhìn thấy Khương thần tới gần, lại nghĩ đến thực lực đáng sợ của đối phương trong truyền thuyết. Sắc mặt mọi người không khỏi căng thẳng, vô thức lựa chọn lui về phía sau tránh đi. Rất nhanh, nơi vốn chật ních người, lập tức bị dọn ra một con đường trống trải, dưới vô số ánh mắt khẩn trương nhìn chăm chú. Hương thần ngẩng đầu ưỡn ngực, tựa như một thanh kiếm sắc bén, đi vào trong lôi đài, sau đó, hắn cũng không triệu hồi ra thừa ảnh kiếm. Bởi vì những người này còn chưa đủ tư cách để mình sử dụng chí bảo cỡ này, sắc mặt hắn lạnh lùng. Du Du nâng cánh tay phải lên, duỗi ra năm ngón tay, hơi hơi nắm. Sau một khắc, lưu quang lấp lóe. Một thanh trường kiếm màu trắng bạc thình lình xuất hiện trong lòng bàn tay, kiếm này chính là bội kiếm huyền giai hạ phẩm mấy tháng trước tộc trưởng ban cho mình, hôm nay, hắn liền dùng kiếm này, đánh bại hết quần hùng, Khương Thần nắm chặt chui kiếm, khẽ ngẩng đầu, ngắm nhìn bốn phía. Nhìn những nhân vật thiên kiêu đến từ các thế lực lớn trước mắt này. Khóe miệng của hắn lộ ra một vòng ý cười, ở dưới vạn chúng chú mục, phát ra thanh âm tuyên chiến, nếu muốn đánh với ta một trận, đều có thể đi lên thử một lần. Lời vừa nói ra, đinh tai nhức ốc, tựa như tiếng sấm cuồn cuộn, vang vọng giữa đất trời, đám người vốn còn đang bàn tán sôi nổi như bị ấn nút tạm dừng, trong nháy mắt trở nên đặc biệt yên tĩnh, lặng ngắt như tờ, bọn họ hai mặt nhìn nhau, đều không dám tiến lên. Người có tên, cây có bóng. Khương thần lẻ loi một mình hủy diệt sự tích đáng sợ của phong bạch Khương gia sớm đã truyền bá ra trong đoạn thời gian này, triệt để vang vọng toàn bộ thiên đô phủ, tất cả mọi người đều biết Khương Ngô Khương Gia, ngoại trừ Khương Đạo huyền vị Bạch Y kiếm hầu uy danh hiển hách này. Còn có được Khương Thần là thiên kiêu đáng sợ đứng đầu toàn bộ vương triều, cho nên mọi người mới cảm thấy e ngại. Dù sao đối phương cũng có thực lực cường đại chém giết tinh luân. Lại có ai sẽ nguyện ý ngốc đi lên bị đối phương một chiêu đánh bại mất mặt xấu hổ, trở thành đá kê chân của đối phương chứ? Đồng thời, thiên kiêu của các thế lực lớn cũng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng trong mắt tràn ngập vẻ kiên kỵ đối mặt với quái thai tuyệt đối không thể chiến thắng này ai lại ngu xuẩn đến mức đi lên chứ đến lúc đó không chỉ thảm bại còn thu hoạch một đống thương thế vô duyên với trận thăng cấp sau này cái này cũng có chút lẫn lộn đầu đuôi được không bù mất a dưới tình huống như vậy thời gian từng chút một trôi qua mãi đến khi nửa nén hương cháy hết hiện trường vẫn không có một người nào dám can đảm tiến lên đối mặt với màn quỷ dị này cao tầng các thế lực lớn cũng không phát ra bất kỳ tiếng răng dậy nào. Chỉ vì bọn họ vô cùng thấu hiểu. Không phải vãn bối nhà mình quá mức khiếp đảm, chỉ là khương thần này thật sự cường đại đến mức đáng sợ, thực lực cường đại, căn bản không phải người cùng thế hệ có thể đối kháng, chỉ có thể lựa chọn tránh đi mũi nhọn. Dù sao cho dù là thiên kiêu đứng đầu thiên đô phủ triệu Ngọc Khanh, trước mắt cũng chỉ có thực lực hư hư thực thực chống lại tinh luân mà thôi, nhưng khương thần lại thật sự chém giết một tinh luân, càng đừng nói tới tinh luân này còn không phải tinh luân bình thường chính là lão tổ. Phong Bạch Khương Gia có tu vi tinh luân cảnh tầng 6, Khương Thần có thể chém giết cường địch như thế. Nói cách khác, hắn ít nhất có được chiến lực tinh luân cảnh thất trọng, thực lực khủng bố bực này, đừng nói là thế hệ trẻ tuổi, cho dù là thế hệ trước, cũng có rất ít người có thể địch nổi, thấy tình hình này, tư mã nam ngồi ở trên khán đài không khỏi cảm thán nói, a à, chỉ cần đứng ở trên lôi đài, liền có thể dẫn tới một đám thiên kiêu không dám tiến lên, vì thế như thế, ta đã nhiều năm không thấy thương gia thương ngô này thật đúng là nhân tài đông đúc a à, nhân vật thiên phú như thế vậy mà lại liên tiếp xuất hiện như măng mọc sau mưa thật sự có chút không thể tưởng tượng nổi giờ khắc này nội tâm tư mã nam không khỏi hiện ra một trận ghen tuông dựa vào cái gì tiểu gia tộc từ thành trì tam lưu quật khởi này có thể đản sinh ra nhiều thiên tài như vậy khương đạo huyền khương thần khương giao trong đó bất kỳ một vị nào đặt ở ngoại giới đều là thiên tài đỉnh tim có thể bị vô số thế lực xem như bảo vật xem như người thừa kế bồi dưỡng nhưng những thiên tài này thế mà lại đều tụ tập xuất hiện ở khương gia thực sự khiến người ta ghen ghét không thôi a à, thượng thiên sao mà bất công lại ban thưởng khương gia phúc trạch như vậy tư mã gia ta trải qua hơn ngàn năm tuế nguyệt cũng chưa từng sinh ra một nhân vật thiên kiêu giống như khương thần vậy tư chất hiên nhi nhà ta càng kém vô cùng cuộc đời này khó có thành tựu trên con đường tu luyện nếu tư mã gia ta cũng có phúc trạch như thế há có thể để ta dừng bước ở một vũ chủ thiên đô nho nhỏ ánh mắt tư mã nam dần dần trở nên lo lắng sâu trong con ngươi lộ ra hàng quan bất quá rất nhanh thần sắc cả buông lỏng khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh tuy tộc ta không có thiên kiêu như vậy nhưng chỉ cần cưới khương giao cải thiện nội tình huyết mạch ngày sau chưa hẳn không thể sinh ra nhân vật thiên kiêu giống như khương thần giờ khắc này tư mã nam đã ý thức được tiềm lực đáng sợ của khương gia càng quyết định chủ ý đợi tỷ đấu kết thúc nhất định phải tìm cơ hội làm khó dễ phải thừa dịp thiên kiêu Khương Gia còn chưa cuộc khởi bóp chết nó từ trong trứng nước, chỉ bất quá, nam vết, nữ lư. Hắn muốn nhốt những nữ tử Khương Gia này lại, để cho nàng biến thành công cụ sinh sôi nảy nở của Tư Mã Gia. Mượn dùng huyết mạch nội tình của Khương Gia, để Tư Mã Gia cũng có thể giống như Khương Gia hiện tại, sinh ra rất nhiều thiên tài. Còn Khương Đạo Huyền, người có hy vọng có thể gây nguy hiểm cho địa vị của mình, làm sao có thể giữ lại, thiên đô phủ, chỉ có thể tồn tại một nhật luân, đó chính là ta đang lúc tư mã nam nổi lên sát tâm. Bên kia, mắt thấy uy thế của Khương Thần, Khương Viêm chỉ cảm thấy nội tâm dân trào đến cực điểm, không do dự nữa, lúc này thả người nhảy lên, lướt qua đám người, bay vào trong lôi đài số 2, nhìn thấy một màn này, hiện trường vốn đang rơi vào yên tĩnh lần nữa trở nên sao động, mọi người ở đây đều là hạng người có trí nhớ siêu quần. Tự nhiên nhớ rõ đối phương là theo Khương Đạo Huyền vào sân. Cho nên bọn hắn lập tức ý thức được, người thứ hai dẫn đầu ra sân, không sợ xa luân chiến lại là người khương gia sao lại như vậy chẳng lẽ ngươi cho rằng mình cũng là nhân vật giống như khương thần có thể khinh thường chúng ta sắc mặt đông đảo thiên kiêu âm trầm nhao nhao chuẩn bị xuất thủ giáo huấn tiểu tử không biết trời cao đất rộng này một phen để ta lĩnh giáo bản lĩnh của các hạ một phen một giọng nói trầm thấp vang vọng toàn trường ngay sau đó một vị nam tử khuôn mặt âm nhu áo bào tím đột nhiên lên đài hắn hướng về phía khương viêm chắp tay nói thiên nhất tông Trương Tồn Nghĩa, xin chỉ giáo, nương theo bạo danh hào, toàn trường trong nháy mắt bắt đầu sôi trào lên, không ai có thể ngờ được, chỉ mới trận đầu đã nổ tung như vậy, phải biết Trương Tồn Nghĩa chính là nhân vật thiên kiêu thành danh đã lâu ở thiên đô phủ, uy danh cực thịnh, thậm chí không dưới triệu Ngọc Khanh của Bích Hải Triệu Gia. Nhân vật cường hãn như vậy, lại sẽ không chờ đợi nữa, ngược lại lựa chọn ngang nhiên ra tay. Có thể tưởng tượng được, trải qua chuyện khương thần vừa rồi đối phương đã không nín được tức giận trong lòng, chuẩn bị phát tiết một hai ở trên người của người Khương gia đáng thương này. Lúc này, Khương Viêm nhạy bén phát giác được sự tức giận trên người đối phương. Nhưng trên mặt của hắn vẫn giữ vẻ bình tĩnh, không hề để ý, dù sao hắn đối với thực lực bản thân có được hết sức rõ ràng. Tuy rằng chỉ có tu vi nguyên hải cảnh tầng 7, nhưng một thân chiến lực mạnh mẽ, lại đủ để chém giết cường giả cảnh giới tinh luân, có chiến lực như thế gia thân, hắn nơi nào sẽ đối với những người cùng thế hệ bên ngoài này sinh ra nửa phần kính sợ, nghĩ đến đây khương viêm khẽ cười một tiếng tự báo danh hiệu thương gia thương ngô khương viêm lời vừa nói ra rất nhiều người đều không có lộ ra cảm xúc ngoài định mức bởi vì khương viêm đại đa số đều ở trong tộc khổ tu cho nên thanh danh còn chưa truyền ra ngoại giới bọn họ lúc này mới cảm thấy vô cùng xa lạ với cái tên này thế nhưng trong đám người còn có một bộ phận nhỏ bởi vì góp nhặt rất nhiều tin tức liên quan tới thương ngô khương gia cho nên đối với tên của khương viêm Ngược lại là có chút ấn tượng. Hương viêm. Tên này hình như ta đã nghe qua ở nơi nào ta nhớ được. Nghe nói mấy tháng trước, đối phương còn ở cùng với Khương Thần, được xưng là song tử tinh của Khương gia, cái gì? Tiểu tử này lại còn có lai lịch như vậy, hít, có thể đặt ngang hàng với tên quái thai Khương Thần này, lẽ nào hắn ta cũng là một nhân vật thiên kiêu đáng sợ, như thế xem ra, thắng bại khó liệu nha. Lần này có trò hay để xem rồi đám người chung quanh lôi đài bắt đầu lâm vào bàn tán sôi nổi. Vốn còn tưởng rằng trận chiến đấu này sẽ không có bất kỳ lo lắng gì. Lại không ngờ đột nhiên lại tuôn ra chất liệu mạnh mẽ như vậy, nếu như tin tức không phải giả, như vậy thực lực của Khương Viêm này cho dù là không bằng Khương Thần, chỉ sợ cũng không thể kinh thường, thấy tình hình này, phần đông thế lực cao tầng nhíu mày lại, trong mắt lộ ra vẻ tò mò thật lớn. Bọn họ thật không ngờ, vị thứ hai này lại giành trước, trong lòng bọn họ, chỉ là một tên không biết trời cao đất rộng, lại có lai lịch như vậy, chỉ là không biết, thư ngô khương gia thần bí này, đến tột cùng còn có bao nhiêu thiên tài, sau đó, dưới vô số ánh mắt cùng nhau nhìn chăm chú. Trên lôi đài, nghe tiếng thảo luận bốn phía, ánh mắt trương tồn nghĩa khẽ nhúc nhích, dần dần thu hồi lòng khinh thị, biểu lộ trở nên ngưng trọng. Nhưng rất nhanh, hắn lại cười lạnh một tiếng. Vốn còn tưởng rằng trận tỷ đấu này không có chút huyền niệm nào, chỉ là ý lớn hiếp nhỏ mà thôi. Thậm chí hắn còn muốn nương tay, miễn tổn thương mặt mũi thương ngô khương gia. Nhưng hôm nay, lại không có nhiều cố kỵ như vậy, nghĩ đến đây, Trương Tồn Nghĩa không hề nương tay, trực tiếp triệu hồi pháp bảo trường đao. Nắm chặt trường đao, nguyên lực quanh thân khuấy động, nở rộ ra một cổ khí thế cường đại như bài sơn đảo hải, xem tu vi của hắn, thình lình đạt đến nguyên hải cảnh tầng 4, hành động lần này lập tức khiến cho đám người vây xem trận to hai mắt, không muốn bỏ qua tất cả chi tiết kế tiếp, nhưng mà, ngay sau đó, chuyện vượt quá dự liệu của mọi người đã xảy ra. Còn không đợi Trương Tồn Nghĩa sử dụng sát chiêu, đã thấy thân hình Khương Viêm biến mất tại chỗ, không tốt, nhìn thấy một màn này, đồng tử Trương Tồn Nghĩa co rụt lại, trong lòng cảnh báo chung dài keo vang, hắn vội vàng điều động nguyên lực trong cơ thể, muốn thi triển động thuật rời khỏi chỗ cũ. Nhưng mà tốc độ của Khương Viêm thực sự quá nhanh. Đứng trước tốc độ khủng bố của quan tương động thuật ở cấp thiên thượng phẩm, tốc độ của trương tồn nghĩa quả thực chậm đến đáng thương khi khương viêm tới gần kết cục đã định tứ tượng quyền kinh khương viêm quyết đoán vận dụng môn võ kỹ thiên giai thượng phẩm này nhưng vì tránh cho một chiêu anh sát đối phương vì gia tộc gây thù hằn hắn vẫn lựa chọn nương tay nhưng cho dù là nương tay quy năng khủng bố ẩn chứa trong đó cũng tuyệt đối không phải tu sĩ nguyên hải cảnh có thể chống cự ầm um, một tiếng trầm đục vang lên trương tồn nghĩa không có bất kỳ sức phản kháng nào trong nháy mắt đã bị Khương Viêm một quyền hung hăng đánh bay ra ngoài lôi đài, hắn bay ngược mấy chục mét, hung hăng nện trên mặt đất, khiến mặt đất xuất hiện rạn nứt, vô số đá vụn hóa thành bột mịn, thân thể Trương Tồn nghĩa nhịn không được rung rẩy, khí huyết trong lồng ngực càng cuồn cuộn kịch liệt, cuối cùng không nhịn được nữa, hắn há to miệng phun ra một mụn máu tươi, hiển nhiên một quyền này của Khương Viêm làm hắn bị nội thương không nhỏ. nhìn thấy một màn này, quần chúng vây xem xung quanh lôi đài đều cứng đờ cả người, vẻ mặt cứng đờ, môi khẽ nhếch bộ dạng như nhìn thấy quỷ, đệ tử chân truyền của thiên nhất tông Trương Tồn Nghĩa, một chiêu như vậy lại bị thua, phải biết rằng đây chính là Trương Tồn Nghĩa. Nhân vật thiên kiêu tiếng tâm lừng lẫy trong thiên đô phủ, nhân vật như thế, sao ở trước mặt Khương Viêm lại yếu đuối như trẻ con vậy, mà lúc này, đám người Triệu Ngọc Khanh cũng hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn ngập vẻ không thể tưởng tượng nổi, đều là nhân vật thiên kiêu danh chấn thiên đô phủ, ngày bình thường bọn họ có thể nói là đã từng tiếp xúc không ít. Đương nhiên hiểu rõ thực lực của nhau cho nên cũng càng có thể lý giải khương viêm một chiêu đánh bại trương tồ nghĩa chuyện này đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào có thể tạo thành cục diện nghiền ép như vậy đối phương nhất định cũng giống như khương thần ít nhất có được chiến lực đáng sợ của tinh luân cảnh ý thức được điểm này trong lòng mọi người rùng mình trong nháy mắt cũng không có ý tứ muốn ra sân dù sao ngay cả trương tồ nghĩa cũng không thể chống đỡ được một chiêu của khương viêm nếu bọn họ ra sân chỉ sợ kết quả cũng không khá hơn chút nào cùng lúc đó mắt thấy thiên kêu nhà mình bị thương nặng sắc mặt cao tầng thiên nhất tông kịch biến với trạng thái hiện giờ nếu không nhanh chóng khôi phục thương thế đừng nói ở vòng thứ nhất đạt được tư cách tấn cấp chính là thu hoạch được vòng thứ hai vòng thứ ba thậm chí vòng thứ tư 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 cách tấn cấp cũng khó như lên trời nghĩ tới đây một vị tinh luân trưởng lão vội vàng rời khỏi chỗ ngồi xem cuộc chiến nhanh chóng đi tới trước người trương tồn nghĩa hắn lấy ra đang dược chữa thương nhét vào trong miệng đối phương đang dược vào miệng rất nhanh, sắc mặt trương tồn nghĩa vốn trắng bệch, bắt đầu nhanh chóng hồng nhuận phơn phớt lên. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, suy yếu mở hai mắt ra. Trong lòng vẫn còn sợ hãi nhìn bóng người trên lôi đài kia, trong mắt không khỏi tràn ngập sợ hãi, chỉ có tự mình trải nghiệm qua, mới có thể hiểu được, lực lượng của đối phương, đến tột cùng khủng bố đến mức độ nào, lực lượng vô địch khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng này nhất định phải đạt tới cấp độ tinh luân, khụ khụ, chuyện này, tên quái thai này. Trương Tồn Nghĩa không dám tiếp tục xem nữa. Chỉ có thể yên lặng quay đầu, nhìn về phía năm tòa lôi đài khác. Tuy rằng tòa lôi đài bên cạnh này có Khương Viêm tỏa trấn, hoàn toàn không có cơ hội tự mình xuất thủ. Nhưng năm lôi đài còn lại vẫn có rất nhiều cơ hội. Huống hồ đây mới chỉ là vòng thứ nhất mà thôi. Chỉ cần mình mượn nhờ thời gian này, khôi phục thương thế, nghỉ ngơi dưỡng sức, tạm thời tránh đi những quái vật này, nhất định có thể lấy được thứ hạng trong ba vòng còn lại, cùng lúc đó, cũng có không ít người có cùng ý tưởng với Trương Tồn Nghĩa. Dù sao bây giờ ra tay, nguy hiểm thực sự quá lớn, nếu không cần thiết, tự nhiên không có khả năng ra tay sớm như vậy. Thế là, một đám thiên kiêu đều lựa chọn án binh bất động. Thấy tình hình này, một ít thiên tài cấp bậc phổ thông hai mắt tỏa sáng, cảm thấy một chút động tâm. Lôi đài số 1 và lôi đài số 2 phân biệt bị Khương Thần và Khương Viêm chiếm cứ, không ai có thể rung chuyển địa vị của hắn nhưng năm lôi đài còn lại không người lên sân ngược lại để cho đám người mình một ít cơ hội nếu các ngươi những người này do do dự dự chuẩn bị phía sau lại ra tay chúng ta xin không khách khí chỉ chốc lát sau liền có năm người từ trong đám người vây xem đi ra dưới ánh mắt chăm chú của mọi người xung quanh bọn họ dứt khoát leo lên năm võ đài còn lại đến lúc này bảy đại lôi đài đều do lôi chủ chiếm cứ nhưng mà còn không đợi có người lên đài khiêu chiến chỉ thấy một bóng người cao lớn bỗng nhiên xuất hiện trên lôi đài số 3, hắn mặc trang phục màu đen, mắt sáng như đuốc, lưng đeo một cây trường thương màu trắng bạc. Người tới chính là Khương Minh đã quan chiến một thời gian dài. Mắt thấy lại có người của Khương gia lên đài, ánh mắt toàn trường nhanh chóng hội tụ ở đây, dù sao hai vị trước xuất hiện đều là thực lực kinh người, chỉ là không biết thực lực người này như thế nào. Mà lúc này, nam tử đứng trên lôi đài số 3 nhìn Khương Minh trước mắt, không khỏi cảm thấy nội tâm căng thẳng, bản năng có chút bối rối đầu óc nhanh chóng xoay chuyển một vòng, căn cứ vào các loại tư liệu tình báo cũng không có nghĩ ra thương Ngô Khương Gia này ngoại trừ khương thần, khương viêm ra còn có thiên tài gì? Vì vậy, lúc này hắn mới nhẹ nhàng thở ra, lúc này chắp tay nói ra, ngũ lôi tông quý liễu, khương minh lạnh lùng nghiêm nghị trầm giọng nói, thương Ngô Khương Gia, khương minh vừa dứt lời, lập tức để cho ánh mắt không ít người lộ ra vẻ nghi hoặc, bởi vì trải qua sự kiện uy hiếp khương vĩnh an bây giờ trong khương gia đã có rất ít người chịu tiết lộ tình báo trong tộc với bên ngoài điều này dẫn đến thanh danh của khương minh không còn vang dội mà hoàn toàn ngược lại với đông đảo thế lực chính là các tộc nhân thương ngô khương gia mắt thấy khương minh lên sân bọn họ đều lộ vẻ hưng phấn mặc dù tên của đối phương đã sớm đi theo xếp hạng đáng sợ trên tháp tộc vang vọng trong thế hệ trẻ tuổi nhưng bởi vì gần như không có người thấy qua hắn chân chính xuất thủ lúc này mới cảm nhận được cực lớn hiếu kỳ cho nên tất cả mọi người đều muốn tận mắt thấy phong thái của người thứ ba trong tộc tháp này, lôi đài số một. Hương thần ôm kiếm của tộc trưởng, nhắm mắt dưỡng thần. Hắn đang chờ đợi đối thủ tiếp theo lên đài. Đối với hết thảy bên ngoài lôi đài, cũng không quan tâm. Lôi đài số 2 Thấy không có đối thủ nào dám lên, Khương Viêm lập tức quay đầu, nhìn về phía lôi đài số 3, trong mắt tràn ngập hứng thú. Trong mắt hắn, vị Khương Minh có thể đứng hàng trong tộc tháp, một mực vững vàng áp chế mình này có thể nói là vô cùng thần bí không chỉ rất ít khi hiển lộ thực lực trước mặt người khác cho dù là chấp hành các loại nhiệm vụ gia tộc cũng đều chưa bao giờ lựa chọn qua nhiệm vụ đoàn thể đều là lựa chọn một mình hoàn thành cho nên hắn mới cảm thấy tò mò về thực lực chân chính của khương minh bây giờ thật vất vả mới có cơ hội quan sát đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha không chỉ khương viêm có ý này khương giao khương hạo Khương Nghị mấy người cũng đều nhịn không được đồng loạt nhìn tới. Hiển nhiên, bọn họ đều cảm thấy tò mò đối với vị tộc huynh xếp hạng trên bọn họ này, bên kia. Dưới sự chú ý của vạn chúng. Quý liễu hừ lạnh một tiếng, vì để tránh cho xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lúc này chuẩn bị xuất ra toàn lực, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất giải quyết chiến đấu, trong chốc lát, tu vi tử phủ cảnh tầng 8 hiện ra, có thể ở tuổi này đến tử phủ cảnh bát trọng, tuy rằng không bằng những thiên kiêu đỉnh tim kia, nhưng cũng coi như là thiên tài vạn dạm mới tìm được một, nhưng mà, ở trước mặt Khương Minh, chút tu vi yếu kém này lại không có bất kỳ tác dụng gì, sau đó, hắn một tay cầm thương, lấy mũi. Thương nhắm ngay quý liễu. Khi quý liễu triệu hồi pháp bảo trường kiếm, sử dụng kiếm chiêu, lợi dụng nguyên lực chém ra hơn 10 đạo kiếm khí sắc bén hoa mắt, Khương Minh dừng lại tại chỗ, cũng không lựa chọn trốn tránh. Nhưng ngay sau đó, một cổ lực lượng vô cùng cường đại, phản phất có thể phá vạn vật bỗng nhiên từ trên người hắn nở rộ ra, ở trước mặt của lực lượng này, mấy chục đạo kiếm khí khí thế tới rào rạc này thậm chí ngay cả một cái đối mặt cũng không có chống đỡ qua, liền trong nháy mắt vỡ vụn, biến mất ở giữa thiên địa, ngay sau đó, cổ khí tức này rơi vào trên người quý liễu, tựa như núi cao áp đỉnh, khiến cho thần sắc cả cuồng biến, đây là, chân ý của thương đạo. Trong lòng quý liễu hoảng sợ. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy toàn thân như rơi vào trong vũng bùn, không cách nào tự kềm chế, lại giống như bị đeo lên gông xiềng nặng nề, nửa bước khó đi, đồng thời, nguyên lực vốn đang điều động thông thuận trong cơ thể cũng lâm vào đình trệ ngắn ngủi, trận biến cố đột nhiên xuất hiện này, triệt để đánh cho hắn trở tay không kịp, hoàn toàn không cách nào kịp phản ứng, mãi đến khi Khương Minh lợi dụng đuôi thương nhẹ nhàng quét qua, trong nháy mắt đã mang cả người lẫn kiếm bay ra ngoài lôi đài. Làm xong những thứ này, hắn vẫn như cũ không động một bước, đứng ngạo nghễ tại chỗ, thấy tình hình này, toàn bộ hiện trường lại một lần nữa lâm vào xôn sao, khí tức ác liệt như vậy đây là thương ý có thể lĩnh ngộ thương ý ở độ tuổi này quả nhiên là kỳ tài ngút trời ai ngoại trừ bạch y kiếm hầu ra khương gia này lại muốn nhiều ra một thương tông a à, mọi người thổn thức không thôi không ai có thể nghĩ đến vị thanh niên khương gia thanh danh không hiển hách này vậy mà nắm giữ chân ý thương đạo cường đại như vậy mà lúc này biểu hiện khác với mọi người lão tổ lưu thương hầu của xích hồn tông đối với cổ thương ý này cảm thụ không thể nghi ngờ càng thêm mẫn cảm. Hai mắt hắn nhắm lại, biểu lộ dần dần ngưng trọng. Chợt không khỏi sợ hãi than nói, đây là thương ý đại thành, có thể lĩnh ngộ thương ý đại thành ở độ tuổi này. Thiên kiêu như thế, nếu không chết yểu giữa đường, tương lai tất có thể lĩnh ngộ thương tâm, bước vào hàng ngũ thương hầu, ý thức được điểm này, trong lòng hắn không khỏi hiện ra một cổ chua xót nồng đậm. Nếu như người thanh niên tên Khương Minh này là đệ tử xích hồn tông bọn họ thì tốt biết bao, thân có thiên phú thương đạo tuyệt hảo lại trải qua sự dạy bảo của mình thành tựu tương lai nhất định sẽ vượt lên trên mình thậm chí vượt qua tổ sư đại hưng xích hồn tông cùng thương ngô khương gia đặt song song cũng không phải không có khả năng ai ngại trời không tội lòng người xích hồn tông ta cuối cùng không có phúc phận thâm hậu như vậy a à, bên kia tư mã nam thần sắc âm trầm năm ngón tay dưới áo bào nắm chặt lại bóp nát bàn tay viện trên chỗ ngồi quan chiến giờ phút này sát cơ trong mắt hắn càng thêm tràn đầy Khương Đạo Huyền, Khương Giao, Khương Thần, Khương Viêm, Khương Minh. Cho đến trước mắt, Khương Ngô Khương Gia này xuất hiện ra năm vị thiên kiêu đỉnh tim, mỗi người đều có thành tựu nhật luân cảnh, uy hiếp tiềm lực thống trị địa vị của mình, như thế xem ra, Khương Ngô Khương Gia này quả thật là họa lớn trong lòng mình. Nếu như không trừ, sao ta có thể an tâm? Cùng lúc đó, trên kháng đài, nhìn thấy sự khác thường trên lôi đài số 3, Khương Đạo Huyền nhớ mày, lập tức cảm thấy có chút ngoài ý muốn những ngày qua hắn đều bế quan tu luyện ngược lại chưa từng hỏi đến sự tình trong tộc cho nên cũng không rõ ràng trong tộc lại xuất hiện một nhân vật thiên kiêu như vậy vừa rồi khi dẫn tộc nhân ra trận cũng chưa từng vận dụng hỗn độn đạo đồng xem xét dù sao ngoại trừ đám người khương thần ra còn có một đám tộc nhân tử phủ cảnh và tiên thiên cảnh thỏa mãn yêu cầu dự thi tới quy mô nhân số không nhỏ tự nhiên lười kiểm tra từng cái lại thêm hệ thống kiểm tra đo lường đối với thiên mệnh chi tử, cũng không phải là mỗi lần đều sẽ kịp thời nhắc nhở. Thỉnh thoảng cần tự mình xem xét mới có thể phát hiện. Trải qua đủ loại nguyên nhân, lúc này hắn mới đến bây giờ mới chú ý tới đối phương. Ngay sau đó, hắn yên lặng vận dụng hỗn độn đạo đồng nhìn lại. Tên, Hương Minh. Tu vi, nguyên hải cảnh tầng 4, căn cốt, thiên tài. Ngộ tính, cái thế, khí vận, kim sắc đậm thiên phú phàm thể cơ duyên thu hoạch được chí bảo thần bí cùng truyền thừa của chân võ đại đế cương đạo huyền nhìn bản điều khiển trước mắt không khỏi gật gật đầu có được khí vận màu vàng kim là thiên mệnh chi tử thỏa đáng càng đừng nói còn có chí bảo thần bí và truyền thừa đại đế gia thân tốc độ trưởng thành cũng cực nhanh không cần quan tâm chút nào nhưng bởi vì khoảng cách giữa hai bên quá xa cho nên tạm thời chưa phát động lựa chọn đầu tư thế vậy Khương Đạo Huyền chỉ có thể lựa chọn chờ sau khi thi đấu kết thúc, lại cân nhắc vấn đề đầu tư này. Trên sân Giờ phút này, nương theo Khương Minh triển lộ một phần thực lực. Thành công dọa lui không ít người, càng khiến rất nhiều thiên kiêu kiên kỵ không thôi, trong lúc nhất thời, không có người nào còn dám kiên trì lựa chọn lên đài chiến một trận, chỉ chốc lát sau. Hai nén nhang cháy hết. Khoảng cách vòng thứ nhất kết thúc, còn lại một nửa thời gian. Mà lúc này, võ đài thứ nhất, Võ đài thứ hai, lôi đài thứ ba đã trở thành tấm khu trong lòng mọi người, trước khi ba người Khương Thần, Khương Viêm và Khương Minh mang đến uy hiếp to lớn, không ai dám lên sàn thiêu chiến. Bọn họ chỉ có thể dồn ánh mắt lên bốn lôi đài còn lại. Ngay sau đó, vì tranh đoạt danh ngạch tấn thăng, thiên kiêu của các đại thế lực triển khai một trận thi đấu kịch liệt, ngoại trừ người của thế lực khác ra sân, cũng có một số tộc nhân Khương gia lên đài thiêu chiến. Mỗi một người của tộc Khương ra sân, có thể nói đều hấp dẫn ánh mắt của hầu hết mọi người, khiến rất nhiều người theo bản năng cảm thấy e ngại, dù sao thực lực của ba vị thiên kiêu xuất hiện trước Khương gia quá mức đáng sợ. Bọn họ vô cùng lo lắng sẽ đột nhiên xuất hiện kẻ địch kinh khủng như vậy thứ tư. Nhưng cũng may, trình độ chỉnh thể của những tộc nhân Khương gia này cũng không tính là quá mạnh. Đặt ở trong mắt người thường, cũng có thể được cho là thiên tài cực tốt. Nhưng đặt ở trong mắt những thiên tài của thế lực Nguyệt Luân bọn họ, chỉ là trình độ bình thường mà thôi Tách giác được điểm này Rất nhiều người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm Còn may những tộc nhân khương gia này Sau đó lên sân liền bình thường hơn nhiều Nếu ai nấy đều giống như Ba quái thai trước đó Như vậy bọn họ còn cần gì so đấu nữa Nhưng mà ngay khi bọn họ đang thầm vui mừng Bên ngoài lôi đài số 4 Nhìn thấy những người này Không ngừng giao thủ Khương hạo không khỏi có chút ngứa tay Đợi đến khi giao đấu kết thúc hắn lập tức quay đầu, nhìn về phía Khương Nghị bên cạnh. Ca ca, đệ đi trước, Khương Nghị nhẹ gật đầu, khẽ cười một tiếng. Đi thôi, cần dương cao uy danh của thương ngô Khương gia ta, để những người này lĩnh giáo sự lợi hại của huynh đệ chúng ta một phen. Khương Hạo xoa tay, mũi chân điểm nhẹ, thân hình trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Đợi đến khi xuất hiện lần nữa, đã đi vào lôi đài số 4, mắt thấy Khương Hạo bỗng nhiên lên sân. Quần chúng vây xem bên ngoài lôi đài đều là sững sờ lại là người của khương gia chẳng lẽ ngoại trừ khương thần khương viêm khương minh và những người vừa rồi ra khương gia đã không còn ai có thể dùng chỉ có thể phái ra một tiểu tử non nớt như thế ra sân người này tướng mạo cũng không phải là phàm nhân chỉ là quá trẻ tuổi cho dù thiên tư bất phàm chỉ sợ thực lực cũng mạnh đến mức có hạn ha 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 kính xin người thủ lôi đài ra tay nhẹ một chút miễn cho ngộ thương vị thiếu niên lan da miệng thịt mềm này mọi người nghị luận ầm ĩ đối với kết cục kế tiếp Phản phất đã có dự liệu. Dù sao tuổi của Khương Hạo có thể nói là người nhỏ nhất trong số các tu sĩ ở đây, thế cho nên bị bọn họ cho rằng đối phương chỉ là từ Bạch Y Kiếm Hầu mang đến kiến thức tràn diện. Không ngờ bây giờ lại lựa chọn tự thân lên sân khấu. Cho nên bọn họ sẽ không cho rằng Khương Hạo sẽ có phần thắng cùng lúc đó. Trên lôi đài số 4, người thủ lôi đài nhìn Khương Hạo trước mắt, lông mày không khỏi nhíu lại, mặt lộ ý miệt thị hắn có thực lực tử phủ cảnh tầng chính cường đại, danh tiếng cũng không nhỏ, đương nhiên nhìn không ít thiếu niên thân cao chỉ đạt tới trước ngực mình này. Sau đó, bởi vì không muốn chiếm tiện nghi, để tránh rơi vào danh tiếng lớn hiếp nhỏ, hắn lập tức khuyên ca nói, tiểu gia hỏa, ngươi vẫn là đi xuống trước đi, nơi này cũng không phải là địa phương ngươi nên tới, đợi ngươi lớn hơn 10 tuổi, lại đến cũng không muộn hắn cũng không có hứng thú giao thủ với một người bạn nhỏ như vậy. Nhưng mà, Khương Hạo thần sắc không biến, ánh mắt kiên định, chắp tay nói thương gia thương ngô, khương hạo, xin chỉ giáo, nói xong, không hề che giấu, lúc này triển lộ tu vi, trong chốc lát, một cổ khí tức vô cùng mạnh mẽ nở rộ ra, giống như sóng biển nhanh chóng quét sạch bốn phía, nguyên hải cảnh tầng 2. Giờ khắc này, giống như một tảng đá lớn rơi vào mặt hồ phẳng lặng, lập tức khiến toàn trường lâm vào xôn xao. Cái gì? Tiểu tử ngay cả lông cũng chưa mọc đủ này, lại là tu sĩ nguyên hải. Đông đảo tu sĩ trợn to hai mắt, trong mắt toát ra nồng đậm vẻ khiếp sợ, các đại thiên kiêu cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không dám tin, cho dù là mạnh như bọn họ, ở tuổi này nhiều nhất cũng chỉ dừng lại ở cảnh giới tiên thiên mà thôi. Nhưng đối phương lại có thể vượt qua hai đại cảnh giới tiên thiên, tử phủ, thẳng đến cảnh giới nguyên hải, vị thiếu niên Thương Ngô Khương gia này, thiên phú tu luyện đến tột cùng là kinh khủng đến cỡ nào? Giờ khắc này, gần như tất cả mọi người ở đây đều rơi vào trong khiếp sợ thật lớn, mà không cách nào tự kềm chế. Nếu như đám người Khương Thần tạo thành chấn động với bọn họ là cấp bậc đạn đạo. Như vậy rung động Khương Hạo tạo thành, không thể nghi ngờ là cấp bậc đạn hạt nhân. Giờ phút này, cao tầng của các đại thế lực cũng đồng loạt đứng dậy, mặt lộ vẻ kinh hãi, mất đi bình tĩnh ngày xưa, tu sĩ Nguyên Hải tuổi tác như vậy. Dường như giỏi mắt toàn bộ vương triều đại tầng, đều chưa từng xuất hiện một vị nào, hôm nay lại có thể mở ra tiền lệ lịch sử. Thương ngô Khương gia này, đến tột cùng là đảng sinh ra một tiểu quái vật thiên tư tung hoành cỡ nào. Bên kia, trên kháng đài, bách dù là tư mã nam thân là phủ chủ thiên đô phủ cũng cảm thấy một cổ khiếp sợ trước nay chưa từng có, nhịn không được đứng lên, sắc mặt hắn âm trầm như nước, trong mắt tràn ngập ngưng trọng. So với người ngoài, hắn thân là người triều đình, tự nhiên càng rõ ràng tình huống của vương triều đại tần. Nhìn qua nhiều nhất không đến 14 tuổi, lại có thể đột phá nguyên hải cảnh nhị trọng, thiên phú tu luyện đáng sợ bực này, đặt ở đại tần vương triều đều là độc nhất, đáng chết. Thương ngô khương gia này đến tột cùng đi nghịch thiên đại vận gì? Không chỉ có được đệ nhất thiên tài kiếm đạo khương giao của đại tần, còn có được thiên tài tu luyện khương hạo có thể xưng là đệ nhất đại tần, cộng thêm khương đạo huyền, khương thần, khương viêm thực lực cá nhân kinh người. Nội tình thực lực của thương ngô khương gia đã khiến nội tâm của hắn theo bản năng sinh ra một cổ sợ hãi. Thậm chí hắn cũng bắt đầu hoài nghi. Nếu để mặc cho thương ngô khương gia trưởng thành, chỉ sợ toàn bộ vương triều đều sẽ bị phá vỡ, nghĩ tới đây, nội tâm tư mã nam trở nên càng thêm kiên định. Không chỉ vì huyết mạch tư mã gia ta, vì địa vị thống trị của ta. Chỉ riêng vì tương lai vương triều, khương gia này tuyệt đối không thể lưu, bên kia. Trên lôi đài số 4 Nhìn một màn bất thình lình trước mắt này Sắc mặt người thủ lôi căng thẳng, nuốt nước miếng Hắn tuyệt đối không ngờ rằng sau hai tên quỷ xui xẻo trước đó mình vậy mà lại may mắn như vậy đụng phải vị quái thai thứ tư của khương gia ông trời ở trên cao ai có thể nói cho ta biết đây rốt cuộc là chuyện gì người thủ lôi đài cảm thấy vạn phần sợ hãi toàn thân đều đang phát run nhưng mà hiểu được dưới cái nhìn chăm chú của vạn chúng này không cho phép mình lộ ra bất kỳ thoái ý nói như vậy không thể nghi ngờ sẽ làm cho tông môn phía sau hổ thẹn biến thành người cười nhạo thế là hắn chỉ có thể cưỡng chế sợ hãi trong lòng triệu hồi pháp bảo nhìn về phía Khương Hạo, báo ra danh hào, huyết sát tông, đoạn lư. Vừa dứt lời. Kèm theo một tiếng nổ lớn. Thân hình Khương Hạo trong nháy mắt biến mất, tiếp theo xuất hiện ở phía trên đoạn lư. Đùi phải hắn khẽ động, đá mạnh ra, tốc độ của cú đá này cực nhanh, thậm chí không thể bị tu sĩ tầm thường bắt được quỷ tích, dưới sự gia trì cực nhanh, uy thế to lớn bùng nổ, trong nháy mắt đã bị gián đoạn, trong phút chốc, lực đạo và nguyên lực kinh khủng bột phát ra, không tốt, toàn thân đoạn lưu tê rần, giống như bị vật gì đó đập trúng, khí huyết cuồn cuộn, không nhịn được phun ra một ngụm máu đỏ thẫm, thân thể của hắn cũng như diều đứt dây, bay ngược mấy chục mét, rơi xuống đám người, dẫn tới. Đông đảo tu sĩ vô thức tránh đi, ầm, kèm theo dòng chảy nện xuống mặt đất. Mọi người tránh đi nghe được động tĩnh, vội vàng quay đầu nhìn lại. Khi thấy được thảm cảnh trên người đối phương, bọn họ không khỏi biến sắc, trong mắt hiện lên vẻ kinh nghi bất định, ngay sau đó, mọi người hơi ngẩng đầu, lòng còn sợ hãi nhìn về phía Khương Hạo trong lôi đài. Ngay cả động tác cũng không thấy rõ, đã đánh bại huyết sát tông đoạn lư. Xem ra tiểu tử này không chỉ cảnh giới cao thâm, một thân căng cơ cũng không yếu, không có nửa điểm dấu hiệu phù phiếm, giờ phút này, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người. Khương Hạo ngẩng cao đầu, phát ra âm thanh trẻ con, có ai dám tiến lên đánh với ta một trận không? Mặc dù giọng nói còn non nớt, nhưng lại tràn ngập tự tin, khiến người ta không dám khinh thường, trong lúc nhất thời, đông đảo thiên kiêu đều lộ vẻ chần chờ. Mặc dù Khương Hạo có thiên tư kinh khủng, nhưng bây giờ cảnh giới chẳng qua chỉ là nguyên hải cảnh nhị trọng mà thôi. Trong số bọn họ cũng có người cảnh giới vượt qua đối phương, lại dựa vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hoàn toàn có cơ hội thủ thắng. Chỉ là, bây giờ đây mới là vòng thứ nhất mà thôi, thật đáng giá chúng ta mạo hiểm sao? Nếu là thắng thì thôi, nhưng nếu bại, lưu lại một thân tổn thương đủ để vô duyên tiếp tục ba vòng rất nhanh hiện trường rơi vào một mảnh tĩnh mịch ngắn ngủi lặng ngắt như tờ lúc này đám người đại biểu cho bốn thế lực triệu ngọc khanh cũng không vội vàng ra tay nếu cùng thuộc một liên minh bọn họ tự nhiên phải cho khương minh chủ một cái mặt mũi sẽ không lựa chọn ra tay chèn ép vị thiếu niên thiên kiêu mới ra đời này ngược lại một phần nhỏ người khác thì là cảm thấy vạn phần động lòng dù sao khương hạo đã triển lộ thiên phú vô cùng kinh khủng của bản thân chỉ cần chờ lần thi đấu này kết thúc. Danh hiệu của nó nhất định có thể vang vọng toàn bộ vương triều đại tần, bị 35 phủ khác biết rõ, như thế xem ra, nếu thừa dịp đối phương chưa trưởng thành, liền vượt lên trước đánh bại đối phương. Như vậy không thể nghi ngờ có thể dẫm lên thanh danh của đối phương thượng vị. Đến lúc đó, một khi có người nhắc đến vị thiên kiêu khương hạo này, như vậy sẽ không thể thiếu nhắc đến bọn họ. Danh tiếng ngập trời như vậy, làm sao không khiến người ta cảm thấy động tâm cùng đỏ mắt giờ phút này rất nhiều người đều nghĩ đến nơi này thế là dưới sự điều khiển của lượng lớn thanh danh không ít thiên kiêu nhao nhao rời khỏi chỗ cũ chuẩn bị xuất thủ chỉ có điều còn không đợi bọn họ tới gần lôi đài liền nghe được một đạo thanh âm trầm thấp vang lên tiểu tử không biết trời cao đất rộng để lão tử đến gặp ngươi một lần đi một vị thiên kiêu bước ra từ trong đám người đó là một vị nam tử oai hùng mặt cẩm y hình thể khôi ngô tóc đen dày đặc trong nháy mắt nhìn thấy khuôn mặt người này một đám thiên kiêu vốn chuẩn bị xuất thủ lập tức im bặt dừng bước lại chỉ vì đối phương chính là thiên kiêu đứng đầu trong thiên đô phủ thực lực của hắn mạnh không thua gì đám người trương tồ nghĩa triệu ngọc khanh mấy năm trước đã có tu vi nguyên hải cảnh tầng 6, chỉ là không biết tu vi bây giờ là bao nhiêu dưới ánh mắt chăm chú của đông đảo tu sĩ nam tử khôi ngô đi lên lôi đài đi đến trước mặt khương hạo cười nói, nhật mộ ôm gia, ôm anh. Vừa dứt lời, khí tức nở rộ, nguyên hải cảnh tầng 7. Bên ngoài lôi đài. Hai mắt mọi người xung quanh sáng ngời, ánh mắt đều bị một màn trước mắt này hấp dẫn, lôi đài thứ 5, lôi đài thứ 6, người thủ lôi đài thứ 7 cũng dừng động tác lại, đồng loạt nhìn về lôi đài thứ 4. Tất cả mọi người không khỏi cảm thấy vạn phần hiếu kỳ đối với trận chiến này, nguyên hải cảnh tầng 2 đối chiến nguyên hải cảnh tầng 7 chênh lệch cách xa, hơn nữa ôn anh này còn không phải nguyên hải cảnh tầng 7 bình thường, thân là thiên kiêu, chiến lực mạnh mẽ, đủ để đánh một trận với tinh luân chân nhân. Có chiến lực khủng bố như vậy gia trì. Vị thiếu niên tên là Khương Hạo này, phần thắng không thể nghi ngờ thấp hơn. Chỉ là nghĩ đến sự tích mấy quái thai trước đó của thương ngô Khương gia, trong lòng mọi người đều không nắm chắc. Chỉ sợ chân trước vừa nói ra đối phương thua chắc, chân sau đối phương liền thắng lợi, mà mình cũng bị đánh mặt tại chỗ. Mà lúc này, khác với người của thế lực khác. Tộc nhân bên phía thương ngô Khương Gia thì là tràn đầy lòng tin cực lớn đối với Khương Hạo, phải biết rằng vị này chính là thiên tài khủng bố leo lên 10 vị trí đầu trong tộc Tháp Nha, nắm giữ chiến lực lục tinh cường đại, quét ngang nguyên hải chỉ là bình thường, chém giết tinh luân cũng không khó, làm sao lại không chiến thắng được một kẻ địch nguyên hải cảnh tầng 7. Dưới vô số ánh mắt khẩn trương nhìn chăm chú, Khương Hạo khẽ cười một tiếng, cũng lười khách khí nữa, trực tiếp lắc mình đến trước người ôn anh, giao chiến với hắn, hai bên va chạm, nguyên lực khuấy động, dư âm hóa thành từng tầng sóng nhiệt, khuếch tán bốn phía, quét sạch bát phương, nhưng dưới ảnh hưởng của trận pháp che chắn, dư âm đều bị ngăn cách bên trong lôi đài, không thể truyền ra bên ngoài, mà trải qua đoạn thời gian tu luyện này. Tu vi của Khương Hạo không chỉ đạt đến nguyên hải cảnh tầng 2. Dựa vào ngộ tính cực kỳ đáng sợ, càng thuận lợi nắm giữ rất nhiều võ kỹ pháp độ khó tu luyện cực cao, đồng thời, bởi vì quan hệ với Khương Đạo Vân, bọn họ đã thành lập được giao tình sâu đậm với Khương Viêm, càng được truyền thụ rất nhiều võ kỹ pháp cấp độ thiên giai, những võ kỹ này bù đắp cho điểm yếu của bọn họ, để bọn họ dần dần chuyển thành toàn năng, cho nên Khương Hạo mặc dù chưa từng vận dụng chí tôn cốt, chỉ dựa vào thực lực bản thân cũng có thể dễ dàng áp chế vị Thiên Kiêu đứng đầu Thiên Đô phủ trước mặt này, sau khi thăm dò mấy chiêu. Khương Hạo đã chơi chán rồi lập tức thu hồi tâm tư chơi đùa. Hắn không do dự nữa, lập tức thúc giục thuần dương vô cực công sử dụng một chiêu thuật pháp thiên giai bát lượng lớn thuần dương nguyên lực hội tụ lại hóa thành một cột sáng màu võ quyết dùng tốc độ cực nhanh trực tiếp quanh tiếp lên người ôn anh dưới một kích cao thấp đã phân trong mắt ôn anh tràn ngập không cam lòng nhưng vẫn không ngăn cản được thân thể của mình bị đánh bay ra ngoài lôi đài khi rơi xuống đất hắn cúi đầu vẻ mặt hoài nghi nhân sinh hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới mình lại trở thành bàn đạp trên con đường thành danh của vị thiếu niên thiên kiêu này thấy tình hình này một đám nhân vật thiên kiêu vốn chuẩn bị xuất thủ cũng bắt đầu mắt to trừng mắt nhỏ, nội tâm cảm thấy vạn phần chục dạ. Nếu như không phải ôn anh ra sân sớm, đi trước tất cả mọi người bọn họ. Chỉ sợ bây giờ nên mất mặt xấu hổ, liền nên là bọn họ đi, nghĩ tới đây, mọi người sợ hãi cả kinh, không khỏi cảm thán ôn anh thật sự là một người tốt, thay bọn họ lội lôi. Bên kia, đám người triệu ngọc khanh nhìn thấy cảnh này cũng cảm thấy vô cùng may mắn có thể dễ dàng đánh bại ôn anh như vậy. Một thân mạnh mẽ của Khương Hạo, quả thực kinh thế hải tục, bọn họ tuyệt đối không thể chống cự, cũng may bởi vì có Khương Minh Chủ, bọn họ cũng không lựa chọn ngây ngốc ra sân. Nghĩ tới đây, trong lòng mọi người nhịn không được phát lên một cổ hàng ý, tên Khương Hạo này còn trẻ tuổi, không chỉ tu vi đạt tới nguyên hải cảnh tầng 2, chiến lực còn mạnh mẽ đến cực điểm, e rằng có thể chém chết tinh luân, biểu hiện của chiến lực khoa trương hơn tu vi. Loại tình huống đặc biệt này, quả thực khiến người ta khó có thể lý giải. Dù sao Tu Vi có thể dựa vào các loại thiên tài địa bảo chồng chất. Thứ như chiến lực này, nếu không nhờ vào ngoại vật, chỉ có thông qua cảm ngộ của bản thân mới có thể cường đại lên một chút. Nhưng Khương Hạo mới bằng này tuổi, chỉ là thu nạp linh khí, tăng cao Tu Vi cảnh giới, chỉ sợ đã chiếm đại đa số thời gian trong cuộc sống. Làm gì còn có thời gian dư thừa để rèn luyện võ thuật pháp, tăng cường chiến lực nội tình, không hề khoa trương, cho dù đối phương bắt đầu luyện từ trong bụng mẹ, cũng tuyệt đối không khủng bố như vậy, bởi vậy, mọi người mới lâm vào nghi hoặc to lớn. Nhưng mà, điều đáng để xác định duy nhất là, nương theo chiến tích của Khương Hạo truyền ra. Đối phương có hy vọng nhất cử trở thành đệ nhất thiên kiêu vương triều đại tần, thật sự đến lúc đó, dựa vào thiên phú mạnh, tuổi còn nhỏ, tính dẻo mạnh, đặc điểm khác nhau. Đủ để hấp dẫn sự chú ý của thế lực cấp vạn tượng đối mặt với lời mời chào của những thế lực này. Chỉ sợ Thương Ngô Khương Gia có thể dễ dàng thăng chức rất nhanh, đi đến đỉnh phong của gia tộc, trong nháy mắt chen thân vào hàng thế gia đứng đầu đại tầng vương triều. Đến lúc đó, làm sao còn phải sợ một phủ chủ thiên đô phủ tư mã nam, đây quả nhiên là tộc bằng tử quý nha. Sau đó, cuộc thi vẫn đang tiếp tục diễn ra. Trong lúc đó, một khi có tộc nhân Thương Ngô Khương Gia lên sàn, sẽ khiến cho đối thủ đặc biệt coi trọng. Cho dù tu vi của đối phương còn thấp hơn mình nhiều lắm, bọn họ cũng không dám có chút khinh thường. Dù sao không có ai quên được Khương Hạo. Không ai biết rốt cuộc thương Ngô Khương Gia còn ẩn giấu bao nhiêu vị thiên kiêu khủng bố, mà sự thật cũng không ngoài dự liệu. Đợi đến thời gian vòng thi đấu thứ nhất, còn thừa lại nửa nén hương. Khương Nghị và Khương Gia Quan chiến hồi lâu rốt cuộc lựa chọn thay nhau xuất hiện. Một người dựa vào tu vi tử phủ cảnh tầng chính nhẹ nhõm vượt cấp. Chiến thắng một đối thủ nguyên hải cảnh tầng 2. Một người dựa vào kiếm ý cấp độ viên mãn, kinh diễm toàn trường, lấy tu vi tử phủ cảnh tầng 1 đánh bại một đối thủ tử phủ cảnh tầng 9, Khương Nghị và Khương Giao cứ như vậy đột nhiên xông vào trong tầm mắt của mọi người. Mặc dù biểu hiện trước mắt tạm thời không kinh khủng bằng bốn người trước, nhưng đối với bọn họ mà nói, vẫn là đối thủ cực kỳ khó chơi. Nếu không cần thiết, không ai dễ dàng lựa chọn đi đối mặt những quái thai này chính là dưới tình huống như vậy sáu lôi đài trước rất nhanh đã bị người thương ngô khương gia chiếm cứ đồng thời đều là không người dám lên sân thiêu chiến lâm vào yên tĩnh chưa từng có chỉ có lôi đài thứ bảy tiếng đánh nhau còn thỉnh thoảng vang lên một màn vô cùng quỷ dị này khiến cho người xem xung quanh tặc lưỡi không thôi cũng khiến cho trong lòng của đông đảo thiên kiêu sinh ra cảm giác may mắn với thiên tư thực lực của bọn họ nếu như ở trong thế lực nhà mình còn có thể được coi là nhân vật phong vân sẽ được cao tầng toàn lực tài bồi thế nhưng một khi tiến vào thương ngô khương gia ở trước mặt nhiều thiên kiêu quái thai như vậy chỉ sợ chỉ có thể trở thành bình thường không có quá nhiều chỗ chói mắt nghĩ tới đây bọn họ không khỏi có chút đồng tình với những tộc nhân khương gia khác có nhiều nhân vật thiên kiêu như vậy xuất thế e rằng cạnh tranh cũng khá kịch liệt cũng khó trách sẽ xuất hiện nhiều tiên thiên và tử phủ trẻ tuổi như vậy dù sao ở dưới hoàn cảnh nội quyển cao áp như vậy thật sự là quá bình thường, bên kia. Trên kháng đài, cao tầng của đông đảo thế lực đồng loạt rơi vào trầm mặc chưa từng có. Giờ phút này, trải qua nhiều lần chấn kinh, nội tâm của bọn hắn dần dần trở nên chết lặng. Có phải là yêu nghiệt thiên tài của thương ngô khương gia này quá nhiều hay không? Phải biết rằng ngày thường, trong thế lực cấp Nguyệt Luân, có thể đản sinh ra một vị thiên tài yêu nghiệt cấp độ này đã là may mắn trời ban, có thể nói nhà năm khó gặp, nhưng mà, cho tới bây giờ, thương ngô khương gia vậy mà liên tiếp xuất hiện sáu vị số lượng không thể tưởng tượng nổi như vậy lại cực kỳ khủng bố làm sao không khiến người ta cảm thấy vô cùng kinh ngạc nhưng mà cũng may lôi đài cuối cùng còn chưa bị người khương gia chiếm cứ điều này không thể nghi ngờ là đã miễn cưỡng để lại cho đông đảo thế lực một chút mặt mũi nhưng mà trong lòng mọi người cũng không cảm thấy may mắn quá lâu vào thời điểm nửa nén hương cuối cùng sắp bị đốt cháy hết một người trẻ tuổi của Khương Gia đột nhiên lên sân khấu. Hắn ta mặc một bộ áo xanh, dáng người thon dài, tóc đen rối tung, ánh mắt như điện, khí thế phi phàm, ở trước mắt bao người, hắn báo ra danh hiệu. Thương Ngô Khương Gia, Khương Tiện, ngay sau đó, hắn lộ ra tu vi tử phủ cảnh tầng 8. Lấy chiến lực vượt xa cảnh giới hiện tại, dễ dàng đánh bại một cường giả nguyên hải cảnh tầng 2, dẫn tới toàn trường lần nữa rơi vào xôn xao, trong quần chúng vây xem, không ai có thể nghĩ đến, ở thời khắc cuối cùng này, vậy mà lại đột nhiên xảy ra dị biến, lần nữa xuất hiện một vị thiên kiêu đỉnh tim, mắt thấy vị trí lôi chủ lôi đài thứ bảy bị Khương Tiện đoạt được. Một đám thiên kiêu đều cảm thấy mặt mũi bị hao tổn, sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống. Lúc này chuẩn bị xuất thủ, đoạt lại vị trí lôi chủ, thay thế thế lực nhà mình vãn hồi mặt mũi, nhưng mà, còn không đợi bọn họ lên đài. Nửa nén nhang cuối cùng dùng để tính giờ đã hoàn toàn tắt, vòng thi đấu tranh đoạt lôi đài thứ nhất kết thúc rất nhiều thiên kiêu đều chỉ có thể trơ mắt nhìn Khương Tiện tấn cấp mà không thể làm gì. Cứ như vậy, nhóm tuyển thủ đầu tiên tiến vào 28 tuyển thủ dự thi đã ra đời, phân biệt là Khương Thần, Khương Viêm, Khương Minh, Khương Hạo, Khương Nghị, Khương Giao, Khương Tiện, đều không ngoại lệ, đều là người của Thương Ngô Khương Gia. Lúc này, Khương Đạo Huyền nhìn thấy danh ngạch tấn thăng vòng thứ nhất, lại bị tộc nhân nhà mình bao hết, không khỏi lộ ra một nụ cười. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.